Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Futuri Checkup. Đây là một cặp phục chống ba dành cho anh em gắn xe Charlie nha. Đây là cặp phục chống ba của xe Charlie đằng vuông nhưng mà đời 81. Thì đời 81 với đời 84 nó khác nhau các bạn. Khác nhau cái bát ở phía dưới nha. Đây là của 81. 81 84 xài chung được luôn nhưng mà đây là của 81 nha. Đó là những cái phục Charlie là bao gồm phục đèn tròn 78 79 Charlie 81 Charlie 84 phục xài chung hết, không phân biệt đời nào cứ gắn vô là xài được, nhưng cái kiểu của nó hơi khác chút xíu thôi, còn lại thì xài chung. Đây là cái cây 81, cây này thì nước sơn zin. Và cái phần dưới này thì nó bình thường thôi, nó không có lan can, nó không có lan can, cho nên giá cặp phục này nó cũng tương đối khá là rẻ thôi nha. Thì dành cho những anh em nào mà muốn thay đổi cái phục, thứ nhất là cái tay của các bạn nó bị hư không thể phục hồi được thì chúng ta lên cái cặp phục này. Và cặp phục này á thì cái cây này á, cây nóc này này nó bị sét rồi các bạn, bị sét, nó bị sét nhưng chất lượng của nó vẫn còn ok đó, nó bị sét thôi nha, còn chất lượng thì vẫn còn xài được, nhúng ti vẫn còn xài được. Nếu anh em nào muốn về ngon thì phục hồi lò xo bên trong, rồi không thì để chạy vẫn được nha các bạn. Đây đó, anh em nhìn cái phần ti này nó hơi xấu một chút nha đó. Nó xấu thì đương nhiên là giá nó rẻ rồi, giá rất là rẻ đó, nhúng ok nha các bạn. Rồi đó, nhúng ok rồi nguyên bộ. Cái này anh em muốn mua mua phần nào, này bán nguyên bộ đi các bạn, này có vẻ mệt quá, bán nguyên bộ vậy nè nha, bán nguyên bộ vậy. Còn anh em nào muốn mua cái khúc này không thì có cái cục khác, còn riêng cái cây này là bán nguyên bộ vậy luôn nha các bạn. Rồi, phục dầu gà trắng ba dành cho anh em gắn xe Charlie 81 nha. Đúng cái cây này là của Charlie 81 đằng vuông các bạn, đèn vuông mà đồng hồ giống đèn tròn đó, nó không có đít đầu vuông giống sừng vuông mà là 81 thôi. Nhớ nha, đây là phục chẳng ba của Charlie 81. Rồi anh em nào có nhu cầu lấy cặp phục chẳng ba Charlie 81 thì các bạn liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để lấy nha. Ở xa thì chuyển khoản là bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Nhớ là chuyển tiền trước ship hàng sau nha. Cái nước sơn ở trên cái phục này vẫn còn nguyên zin nha các bạn, nước sơn trên phục vẫn còn nguyên zin nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn, đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng. Muốn mua gì thì nhắn trong Zalo giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.